Chào mừng quý vị đã quay trở lại với trận đấu. Đây là trận tứ kết nhánh diễn ra giữa anh Hổ, Trọng Soho, Điền Pate và anh Nghĩa. Thì anh Trọng Soho đang là phó chủ nhiệm thường trực của câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn, hoặc là phó ban thường trực. Và anh Trọng Soho thuộc Soho Tennis Team, là nhà tài trợ chính, là nhà bảo trợ cho đơn nội dung đôi nam 1325 tranh cúp Soho Tennis Team. Trong khuôn khổ giải quần vợt mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam do câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn đăng cai tổ chức. Ngoài ra, ban tổ chức còn trân trọng cảm ơn các nhà đồng tài trợ như Bifa Group, Top 10 Travel, Diễn Tennis An Pha Bình Phước, Soho Tennis Team, Hội Ông Bầu Tennis Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Nha Khoa An Bình, Hội Tennis Thanh Đa Lô Gia, Tân Đại Dương, Trung Nam Group, Sahara Beat Club, Seabay và Heineken Việt Nam đã tài trợ và đồng hành với giải đấu. Và ở game giao bóng đầu tiên thì anh Điền Pate sẽ là người giao bóng trước. Tỷ số là 15-0. Một pha cắt bóng bổng hơi lỏng của anh Trọng, mà anh Nghĩa đã chớp lấy cơ hội rồi. 30-0. Liên tiếp là những pha lốp bóng rất khó chịu của anh Trọng, và anh Điền đã bắt banh ra ngoài rồi. 30-15. Trọng tài xác nhận đó là trái bóng tốt. 40-15. Đều. Liên tiếp là những pha lốp bóng về cuối sân rất khó chịu của anh Trọng. Tuy nhiên pha lốp bóng của anh Hổ đã ra ngoài rồi. Là 40-30. Và để banh ngắn, anh Điền chạy lên bắt bài cắt dọc dây rồi nhưng không thành công. Và đây là quả bóng vàng ở trong game giao bóng đầu tiên của trận đấu. Ngay từ đầu trận đấu hai bên đã giằng co nhau rồi. Rất khó chịu, họ đang lốp rất đều và anh Nghĩa không hề dám chen. Một pha vô lê, anh Trọng cứu được rồi và banh vẫn còn trong sân. Tuy nhiên sau đó anh Điền đã nóng vội, anh quyết định chèn qua bên phía phần sân đồng đội của mình và đập smart nhưng không thành công rồi. Và ngay trong game giao bóng đầu tiên của trận đấu, anh Trọng và anh Hổ là người vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Các bạn đang theo dõi nội dung đôi nam 1325 thuộc giải quần vợt mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tranh cúp câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn. Và giải đấu đã lan tỏa và thu hút hơn 800 vận động viên tham gia thi đấu, trong đó phải kể đến những ngôi sao hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Tiến, hay tay vợt số 1 người Campuchia Kennebun, cùng đông đảo các tay vợt bán chuyên nghiệp và phong trào trên khắp cả nước. Để liên tục theo dõi các trận đấu hấp dẫn, các bạn hãy like page câu lạc bộ Tennis Vinh Hải Đăng và cũng đừng quên bật thông báo để nhận được các thông báo trận livestream. Và ở game giao bóng thứ hai, anh Hổ sẽ là người giao bóng. Một pha quyết định đánh dọc dây không thành công của anh Nghĩa. 15-0. Liên tiếp là những pha bắn lưới về phía anh Trọng nhưng không thành công rồi. 30-0. Rất tốt. Anh Trọng đang làm rất tốt trên lưới khi mà anh liên tục chèn qua chèn lại để lấy banh. 40-0. Giao bóng một lỗi. Banh vẫn còn trong sân. Tuy nhiên anh Trọng quyết định chèn qua đập smart nhưng không thành công rồi. 40-15. Rất tinh tế, rất hay. Một pha đập banh nhẹ của anh Trọng, sau đó là một pha bắt lưới về chéo sân rất tuyệt vời. Và game đó thuộc về anh Trọng và anh Hổ. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 nghiêng về cho anh Trọng và anh Hổ. Ở game đấu thứ ba thì anh Nghĩa sẽ là người giao bóng. Anh Trọng và anh Hổ đang cho thấy sự già rơi của mình khi mà liên tục có những cú lốp và cú líp lốp sâu về cuối sân. Khi đối thủ lên lưới thì họ quyết định bắn dây rất khó chịu. Và với những rơi và rơi khó chịu như vậy thì sẽ khiến cho đối thủ phải nóng vội và họ sẽ bắt các lỗi đánh bóng hỏng nhiều hơn. Cứu được banh rồi, bỏ nhỏ. Anh Hổ cứu được rồi. Một pha tạt banh dọc dây chính xác của anh Nghĩa. 15-0. Và lốp dư của anh Trọng rồi. Banh ra ngoài. 30-15. một pha lớp banh hơi non của anh Hổ ơi. Và sau đó là pha smash bỏ nhỏ của anh Điền. 40-15. Anh Nghĩa cứu được banh rồi nhưng mà banh không qua lưới. 40-30. Dạ bóng một rất tốt. Anh Điền chèn lưới. Một và bắt banh chiến thuật rất tinh tế của anh Trọng nhưng banh ra ngoài rồi. Và bàn cho Điền và Nghĩa. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Thì vào ngày thứ năm 22 tháng 12 thì ở cụm sân Thành Thái sẽ diễn ra đôi nam 1325 nhánh 1 và cụm sân Thanh Đa sẽ diễn ra đôi nam 1325 nhánh 2. Ở cụm sân Lê Gia thì sẽ diễn ra đôi nam 1007 và đôi nam nữ 1003. Và đồng thời các livestream sẽ live đồng thời ở cả ba cụm sân. Các bạn hãy theo dõi page và bật nút thông báo để theo dõi. Ở game giao bóng thứ tư thì anh Trọng sẽ là người giao bóng. Một pha ngẫu hứng rất đẹp mắt của anh Trọng khi mà anh bắt demi ở giữa hai chân. Rất tuyệt vời, anh Trọng đang có cảm giác banh rất tốt. Anh Điền cứu được rồi nhưng sau đó là một pha bắt bóng dọc dây của anh Trọng. Hiện tại anh Hổ và anh Trọng đang thi đấu rất hay với cảm giác bóng rất tốt, chiến thuật rất già rơ và gây khó chịu cho đối thủ. Liên tiếp là những pha bắn lưới của anh Nghĩa. Và anh Nghĩa là người giành chiến thắng trong mặt pha bóng vừa rồi. 30-15. Anh Điền trả giao bóng không thành công rồi. 40-15. Trả giao bóng không thành công của anh Nghĩa và bàn cho anh Trọng và anh Hổ. Một chiến thuật đánh banh rất hiệu quả. Và hiện tại họ đang dẫn trước với tỷ số 3-1. Không được rồi, anh Nghĩa đã smart nhưng hơi hiền. Sau đó anh Hổ đã di chuyển lên và chiếm lưới rồi. Rất rất khó chịu. Anh Trọng đã cứu được banh và có ý định đưa banh về góc trái rồi, nhưng không thành công do trái banh đã quá thấp rồi. Một ý đồ chiến thuật rất tốt. 15 đơn. Cú bóng thành công của anh Trọng. Và sau đó là một pha đánh đầy tự tin của anh Nghĩa về phía góc chiếu của anh Trọng. Rất tuyệt vời. 30-15. Banh vẫn còn. Hiện tại anh Trọng và anh Hổ đang mua về hai phong và phòng thủ rất tốt. Bỏ nhỏ rồi, cứu kịp không? Cứu banh kịp thời rồi, banh vẫn còn giấm sân. Tuy nhiên sau đó thì anh Điền đã nhấn banh vào giữa hai người rồi. 40-15. Một pha quyết định di chuyển lên có ý định bắn lưới của anh Hổ nhưng không thành công rồi, và bàn cho Điền Nghĩa. Họ giữ lại được game giao bóng của mình. Hai bên tạm nghỉ đổi sân đổi giao bóng. Anh Trọng và anh Hổ vẫn đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Và ngày mai thứ Sáu 23 tháng 12 thì ở cụm sân Thành Thái sẽ diễn ra đôi nam 1550 nhánh 1. Và ở cụm sân Thanh Đa sẽ diễn ra đôi nam 1550 nhánh 2. Ở cụm sân Lê Gia sẽ diễn ra nội dung đôi nam 2000, đôi nam nữ 1400. Và giải đấu sẽ được livestream trực tiếp ở ba cụm sân tại Fansplay, câu lạc bộ Tennis Vinh Hải Đăng và câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn. Cùng một lúc thì các bạn có thể theo dõi được các nội dung thi đấu trên cả ba cụm sân. Và nếu được thì các bạn có thể đến trực tiếp tại sân để cổ vũ cũng như là tiếp thêm lửa cho các vận động viên thi đấu. Và với quy mô 12 nội dung thì giải đấu hứa hẹn sẽ cho ra những trận đấu rất là đẹp mắt, hồi hộp và căng thẳng. Và ở game giao bóng thứ 6 thì anh Hổ sẽ là người giao bóng. Nếu như họ giữ được game giao bóng này thì họ vẫn sẽ giữ được lợi thế dẫn trước của mình. Bóng vẫn còn trong sân. Một chiến thuật đánh rất khó chịu của anh Trọng và anh Hổ. Không được rồi. Trong pha vừa rồi anh Hổ đã chạy tới với banh và có ý định đưa banh ra sau đầu của anh Nghĩa rồi, nhưng không thành công. Anh Nghĩa đã luồn trước được và đã lui rồi. 0-15. Rất khó chịu khi họ liên tiếp là những pha lướt lốt sâu về phía cuối sân, khiến cho anh Điền đã phải lui về hai phòng thủ với lại anh Nghĩa rồi. Đề mi rất tốt. Anh Trọng có ý định bắt bóng chéo sân nhưng không thành công rồi. Trong pha vừa rồi anh Trọng đã thủ sẵn rồi. Và giao bóng rất khó chịu của anh Hổ khi bóng xoáy chéo về phía backhand. Anh Trọng thủ rồi nhưng bắt chế banh quá căng, banh đã đi ra ngoài. Cọc 30. Giao bóng một lỗi. Pha smart lỏng giữa sân, tuy nhiên sau đó anh Trọng đã thực hiện một pha bắt lưới chéo sân không thành công rồi. Và họ đã mất game giao bóng của mình. Trận đấu quay về vạch chấp phát 3 đều. Chiến thuật quan trọng và anh Hổ rất rõ ràng, tuy nhiên cảm giác bóng chưa được tốt lắm. Và cũng có vẻ như là anh Điền và anh Nghĩa đã bắt nhịp tốt hơn rồi. Họ đã dần thích nghi được với chiến thuật này của anh Trọng và anh Hổ. Và họ đang dần thi đấu ổn định hơn rồi. 15-0. Pha đập bóng rất tốt của anh Trọng, bóng về phía cuối sân ngay góc sân. 15 đều. Kể cả anh Nghĩa và anh Điền cũng phải bất ngờ trong pha bóng vừa rồi. Và đứng sai chỗ của anh Trọng rồi khi mà anh đã tiến sâu vào giữa sân và để lộ ra một khoảng giày cho anh Nghĩa rồi. 30-15. Và có ý định đánh vào dây của anh Điền, tuy nhiên là giá banh rút lưới rồi. Có vẻ như anh Trọng liên tục di chuyển vào giữa sân và đã để lộ ra khoảng dây khá nhiều. Ba mươi 40. Và anh Trọng, anh Hổ đang có 2 red point. Nếu họ tận dụng tốt cơ hội này thì họ sẽ vươn lên dẫn trước và đưa trận đấu lại về phía bên mình. Rất tuyệt vời khi mà anh Điền đã di chuyển quá sớm và sau đó anh Hổ đã thấy được một cái khoảng sân trống rồi. Và ngay lập tức anh cắt banh vào khoảng sân trống đó và đem về cho mình một bàn giao bóng của đối phương. Tỷ số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về cho anh Trọng và anh Nghĩa. Anh Nguyễn Ngọc Trọng, còn được gọi là anh Trọng Soho, hiện đang là phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn, phó ban thường trực. Và ngoài ra anh Trọng Soho thuộc Soho Tennis Team là tài trợ chính và là đơn vị bảo trợ cho nội dung đôi nam 1325 tranh cúp Soho Tennis Team trong khuôn khổ giải quần vợt mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam do câu lạc bộ Tennis Ông Bầu Sài Gòn đăng cai tổ chức. Và ở game giao bóng thứ 8 thì anh Trọng sẽ là người giao bóng. Bắt lưới không thành công của anh Trọng. 0-15. Một pha không hiểu ý giữa anh Điền và anh Nghĩa rồi, khi mà banh đã vào giữa hai người. 15 đều. Một pha thủ lưới của anh Hổ với ý định bắt bỏ nhỏ nhưng không thành công rồi. 15-30. Không 30. Lại là một pha bắt trên lưới không cảm giác của anh Hổ. Và bây giờ là 15-40. 3 red ball dành cho anh Điền và anh Nghĩa. Hai bên liên tục là những pha bẻ bàn giao bóng của nhau. Một pha giao bóng hai vào thẳng dây rất tốt của anh Trọng, và anh Nghĩa đã có phần bất ngờ. 30-40, họ cứu được một red ball rồi. Một pha trả banh thiếu dứt khoát của anh Điền rồi. Và đây là quả bóng vàng. Rất dứt khoát khi mà quả bóng vàng anh Trọng đã bắt vào thẳng người của anh Nghĩa. Tỷ số hiện tại đang là 5-3, nghiêng về cho anh Hổ và anh Trọng. Ở game giao bóng thứ 9 thì anh Điền sẽ là người giao bóng. Họ phải giữ được game giao bóng này, nếu như không muốn trận đấu sẽ khép lại. Vẫn là lốp bóng rất khó chịu của anh Trọng và anh Hổ. Một chiến thuật rất rõ ràng khi mà liên tục lốp bóng về cuối sân, sau đó sẽ cắt bỏ nhỏ để đối phương di chuyển lên lưới. Tuy nhiên trong pha bỏ nhỏ vừa rồi có phần hơi thiếu của anh Hổ. 15-0. Một chiến thuật rất hiệu quả của anh Hổ và anh Trọng khi liên tục lốp banh về cuối sân, sau đó nếu thấy anh Nghĩa lùi về đập thì họ sẽ ngay lập tức di chuyển lên lưới và chiếm thế chủ công. 15 đều. Banh vẫn còn. Cứu được banh rồi, anh Hổ cứu được banh rồi và anh Hổ đã xử lý với banh ra sau đầu của anh Nghĩa. Anh Nghĩa đâu với hết sức rồi. Đây là 15-30. Rất khó chịu, chơi banh rất xoáy cao và còng về cuối sân, sau đó là anh Hổ sẽ bỏ nhỏ để đối phương lên lưới và sẽ lốp về lại cuối sân. Tuy nhiên là cú lốp khá dư rồi. 30 đều. Một chiến thuật bào sức đối thủ khá khó chịu. Anh Hổ vẫn cứu được. Tuy nhiên sau đó là một pha bắt lưới nóng vội của anh Điền rồi. Và bây giờ là một quả banh vàng và là match point dành cho anh Trọng và anh Hổ. Đây là một trái banh rất quan trọng. Và trái banh vẫn còn. Cứu được không? Không được rồi. Và trận đấu kết thúc với sự già rơi của mình. Anh Hổ và anh Trọng đã thi đấu rất hiệu quả và họ đã giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Và đây là nội dung đôi nam 1325 và đây là trận tứ kết nhánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.